vòng chung kết U19 quốc gia 2020 được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo trẻ PVF tỉnh Hưng Yên. Hiện tại, thời tiết ở miền Bắc rất khắc nghiệt. Các đội bóng phải thi đấu từ 16 giờ dưới cái nắng rất gắt và nhiệt độ trên sân vào khoảng 40 độ C. Thi đấu trong thời tiết nắng nóng như vậy, các cầu thủ sẽ nhanh xuống sức và cơ thể thì mất nước rất nhiều. Cùng với đó là mật độ thi đấu 2 ngày một trận khiến các cầu thủ không có đủ thời gian để hồi phục. Ông Guillaume Grassen, huấn luyện viên của đội Hoàng Anh Gia Lai 1 đã tỏ ra rất lo lắng về sức khỏe và phong độ của cầu thủ. Với thời tiết 40 độ C thì rất khó để các cầu thủ chơi bóng tốt nhất. Cùng với đó là mật độ thi đấu quá dày, khi các cầu thủ cần tối thiểu từ 48 đến 72 giờ để hồi phục, nên chơi 2 ngày một trận thế này ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ. Nắng nóng như vậy thì các cầu thủ sẽ không thể chơi đúng sức và chất lượng trận đấu sẽ không được tốt. Từ đầu giải đấu, các cầu thủ của tôi vẫn chưa thể hiện được bản thân một cách tốt nhất. Một phần là do thời tiết và phần khác là do tâm lý. Nếu mà có một cái cân ở đây thì tôi sẽ cân cầu thủ trước và sau trận đấu. Họ có thể xúc từ 3 cho đến 4 kg. Trời quá nắng, thời tiết quá khắc nghiệt. Hoàng Anh Gia Lai 1 là đương kim Á quân của vòng chung kết U19. Ở năm 2020, đội bóng của huấn luyện viên Guillaume Grassen cũng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chiếc vô địch. Tuy nhiên sau 2 trận đấu, những Thanh Khôi Vĩnh Nguyên vẫn chưa thể hiện được những gì tinh túy nhất của họ. Sau 2 trận, Hoàng Gia Lai đã có 4 điểm và sáng cửa đi tiếp vào trận bán kết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.